Hỏi và đáp ba. Hỏi 31. Trong niệm hơi thở Anapanasati có chuẩn bị tướng Parikama Nimitta học tướng Uggaha Nimitta và tợ tướng Patipaga Nimitta. Thế nào là chuẩn bị tướng? Có phải chuẩn bị tướng luôn luôn có màu xám không? Gì là sự khác nhau giữa chuẩn bị tướng và học tướng? Đáp 31. Trong niệm hơi thở, có ba loại tướng Nimitta, ba loại định Samadhi, ba loại thiền hay tu tập Bhavana. Ba loại tướng là 1. Chuẩn bị tướng Parikama Nimitta, 2. Học tướng Uggaha Nimitta, 3. Tờ tướng Patipaga Nimitta. Ba loại định là 1. Chuẩn bị định Parikama Samadhi, đôi khi còn được gọi là sát na định Kanika Samadhi. 2. Cận định Upachara Samadhi. 3. An chỉ định Appana Samadhi, cũng còn gọi là định của bậc thiền như tám thiền chứng. Ba loại tu tập là 1. Tu tập chuẩn bị Parikama Bhavana, 2. Tu tập cận hành Upachara Bhavana, 3. Tu tập an trị Appana Bhavana. Đối tượng của chuẩn bị định có thể là chuẩn bị tướng, học tướng và đôi khi là tờ tướng. Tu tập chuẩn bị cũng giống như chuẩn bị định vậy. Cận định thực thụ và tu tập cận định thực thụ rất gần với an chỉ định hay bậc thiền. Đây là lý do tại sao chúng được gọi là cận. Access gần, song có khi định thâm sâu và mạnh mẽ trước định an chỉ, với tờ tướng làm đối tượng, cũng được gọi là cận định hoặc cận thiền như một lối ẩn ý. Khi chuẩn bị định hoặc sát na định được phát triển đầy đủ, sẽ dẫn đến cận định. Khi cận định được tu tập sung mãn sẽ đưa đến an chỉ định. Trong các buổi giảng trước, chúng ta đã bàn luận về tướng Nimitta rồi. Như đã nói, tướng có ba loại là chuẩn bị tướng, học tướng và tờ tướng. 1. Chuẩn bị tướng Parikama Nimitta. Chúng ta biết hơi thở tự nhiên là một Nimitta, điểm xúc chạm cũng là tướng. Ở đây Nimitta là đối tượng của sự tập trung hay định tâm. Chú giải nói rằng, tưởng ở mũi và tướng ở môi trên là những chuẩn bị tướng cho hành giả mới thực hành. Khi sự định tâm mạnh hơn một chút, một màu xám như khói thường xuất hiện quanh lỗ mũi. Màu xám như khói này cũng là chuẩn bị tướng. Nó cũng có thể có màu khác nữa. Sự định tâm và tu tập ở giai đoạn chuẩn bị tướng được xem là bước sơ khởi. 2. Học tướng Uggaha Nimitta. Khi chuẩn bị định tăng cường sức mạnh và năng lực, thì màu xám như khói ấy thường chuyển sang màu trắng như bông gòn vậy. Nhưng nó cũng có thể trở thành màu khác do một chuyển đổi nào đó trong tưởng. Khi tưởng thay đổi, màu sắc và hình dáng của tướng cũng có thể thay đổi. Nếu màu sắc và hình dáng thay đổi thường xuyên quá, thì định tâm sẽ dần dần suy giảm. Điều này xảy ra là vì khi tưởng của hành giả thay đổi, đối tượng của hành giả cũng thay đổi theo cách tưởng tri ấy. Và như vậy có nghĩa là hành giả có những đối tượng khác nhau. Do đó hành giả phải bỏ qua màu sắc và hình dạng của tướng và nên tập trung vào nó chỉ như một tướng hơi thở mà thôi. Sự tập trung và tu tập trên học tướng cũng là bước sơ khởi. 3. Tờ tướng Patipaga Nimitta. Khi sự định tâm trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa, học tướng sẽ chuyển sang tờ tướng. Thường thường tờ tướng sẽ trong sáng và tỏa chiếu giống như sao mai. Tuy nhiên trong trường hợp này cũng vậy. Nếu tưởng thay đổi thì Nimitta cũng có thể thay đổi.
Chẳng hạn khi định tâm vững chắc và mạnh mẽ, hành giả muốn tướng là dài nó sẽ trở thành dài, muốn ngắn nó sẽ trở thành ngắn, muốn màu đỏ như hồng ngọc nó sẽ trở thành đỏ như hồng ngọc. Thanh tịnh đạo khuyên hành giả không nên làm như vậy. Vì nếu làm, thì dù cho định có thâm sâu mấy đi nữa, nó cũng sẽ dần dần suy giảm. Điều này là do hành giả có những tượng khác nhau, và do đó những đối tượng cũng khác nhau. Vì vậy, hành giả không nên đùa chơi với tướng Nimitta. Nếu đùa chơi với tướng thì hành giả sẽ không thể nào đắc thiền được. Giai đoạn ban đầu của định và tu tập trên tờ tướng cũng còn là giai đoạn chuẩn bị. Nhưng khi gần với bậc thiền thì chúng là cận định và tu tập cận hành. Khi an trị khởi lên, Nimitta vẫn là tờ tướng. Nhưng định bây giờ là an trị định và tu tập là tu tập an trị. Appana Pawana hỏi 32. Thế nào là sự khác nhau giữa cận định và an chỉ định? Đáp 32. Khi tờ tướng xuất hiện, định sẽ rất mạnh và vững chắc. Nhưng ở giai đoạn này, tức giai đoạn cận định, các thiền chi chưa được phát triển sung mãn và tâm hữu phần Pawanga, tâm duy trì đời sống vẫn khởi lên. Hành giả rơi vào hữu phần. Trong trạng thái này, hành giả sẽ cho rằng mọi thứ đã dừng lại, hoặc có thể nghĩ đó là Niết Bàn và nói, lúc ấy tôi không còn biết gì hết. Nếu như thực hành theo cách này, cuối cùng hành giả có thể trú trong hữu phần Pawanga một thời gian khá dài. Trong bất kỳ pháp hành nào, dù tốt hay xấu, nếu thực hành thường xuyên, người ta sẽ thành tựu mục đích của mình. Thực hành làm cho hoàn thiện là vậy, trong trường hợp này cũng thế. Nếu hành đi hành lại nhiều lần theo cách như vậy, hành giả có thể rơi vào hữu phần trong thời gian khá lâu. Tại sao họ nói? Họ không biết gì hết, bởi vì đối tượng của Pawanga là đối tượng của tâm cận tử trong kiếp trước. Đối tượng đó có thể là nghiệp tướng hoặc thú tướng, song hành giả không thể thấy điều gì vì hành giả chưa phân biệt được duyên khởi tánh. Chỉ khi nào hành giả phân biệt được duyên khởi thì lúc đó hành giả mới thấy được tâm Pawanga ấy bắt lấy một trong ba đối tượng vừa nêu vào lúc cận tử. Nếu một hành giả nghĩ rằng trạng thái đó là Niết Bàn thì đây là một tảng đá rất lớn cản lối vào Niết Bàn. Và nếu không giải tỏa được tảng đá ấy, hành giả không thể nào đạt đến Niết Bàn. Vì sao ý niệm này khởi lên? Rất nhiều hành giả nghĩ rằng vị Thinh Văn đệ tử Phật có thể không hiểu danh sắc như lời Đức Phật dạy. Vì thế họ không nghĩ rằng việc phát triển định thâm sâu để phân biệt danh sắc và các nhân của chúng như lời Đức Phật dạy là cần thiết. Hậu quả là định tâm của họ yếu kém và tâm hữu phần vẫn khởi lên do các thiền chi quá yếu, định tâm của họ không thể duy trì lâu. Còn nếu hành giả cố tình hành để rơi vào hữu phần, hành giả sẽ thành tựu mục đích của mình, nhưng đó không phải là Niết Bàn. Muốn đạt đến Niết Bàn, chúng ta phải hành 7 giai đoạn thanh tịnh theo tuần tự từng bước một, không biết danh sắc chân đế và các nhân của chúng. Không ai có thể đắc Niết Bàn được. Vấn đề cho rằng việc chứng cái vô tri, không biết gì là Niết Bàn có lẽ cũng cần phải được giải thích thêm nữa ở đây để tránh ngộ nhận. Chúng ta biết Niết Bàn là Visankhara vô hành, tức là không có các hành. Các hành Sankhara là danh sắc và các nhân của chúng, còn Niết Bàn thì không có cả hai. Tâm biết Niết Bàn được gọi là tâm không có các hành sanh, Visankhara Gara Sitta, vô hành sanh tâm. Nhưng tự thân nó không phải là Visankhara, vô hành, vì hành vi thấy Niết Bàn đòi hỏi phải có sự hình thành của tâm. Tâm đó được hình thành, chẳng hạn như khi Đức Phật hoặc vị A-la-hán nhập thánh quả định và thấy Niết Bàn, thì được gọi là tâm quả A-la-hán, Arahatta Phala Citta, cùng với các tâm sở đồng sanh,
Nếu tâm quả A-la-hán được nhập vào từ căn bản sơ thiền, đó là một tâm A-la-hán thánh quả sơ thiền hay tâm tứ quả sơ thiền, và có 37 tâm hành đồng sanh. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho các đạo quả tuệ khác, cùng với các tâm sở phối hợp của chúng. Các tâm này lấy Niết Bàn làm đối tượng, và Niết Bàn thì có đặc tính của sự tịnh lạc. Bất cứ khi nào một bậc thánh nhập vào thánh quả định, vị ấy phải biết Niết Bàn, và với trí thuộc thánh quả, quả tuệ này, vị ấy thọ hưởng sự tịnh lạc tức Niết Bàn. Chính vì thế không thể có chuyện nhập vào một trong những thiền quả này mà lại nói về nó. Mọi thứ đều dừng lại, lúc ấy tôi không biết gì hết. Trước khi nhập một thánh quả định, thiền quả, vị thánh đệ tử quyết định nó sẽ kéo dài trong bao lâu, chẳng hạn trong một hoặc hai giờ, và trong suốt thời hạn đó, Niết Bàn được biết một cách liên tục như một trạng thái tịnh lạc, Santi Sukha vậy. Vì thế, rõ ràng là khi một hành giả nói không biết gì cả, thì trạng thái đó không phải do vị ấy đạt đến Niết Bàn, mà chính vì định tâm vẫn còn yếu. Khi tờ tướng hơi thở Anapana Patipaga Nimitta xuất hiện, tâm hành giả có thể rơi vào hữu phần vì các thiền chi chưa đủ mạnh, cũng như một đứa bé yếu ớt khi đi học, không tự mình đứng được, cứ phải ngã lên, ngã xuống hoài. Ở giai đoạn cận định cũng vậy, các thiền chi vẫn chưa được phát triển đầy đủ, vì thế hành giả có thể rơi vào hữu phần, chứ đó không phải Niết Bàn. Để tránh rơi vào hữu phần, và để phát triển định tâm sâu thêm, hành giả cần có sự trợ giúp của ngũ căn, tính, tấn, niệm, định và tuệ, nhằm nhấn tâm vào và gắn chặt nó trên tờ tướng. Phải lấy tinh tấn để làm cho tâm biết rõ tờ tướng thường xuyên, lấy niệm để không quên nó và lấy tuệ để tuệ tri nó. Ở giai đoạn an trị hay bậc thiền, các thiền chi đã phát triển sung mãn, cũng như một người đàn ông khỏe mạnh có thể đứng thẳng người suốt cả ngày như thế nào. Hành giả cũng vậy, lấy tờ tướng làm đối tượng, có thể trú trong thiền thuộc an chỉ định trong một thời gian dài mà không rơi vào hữu phần được. Sự an chỉ toàn triệt và không gián đoạn này có thể liên tục trong 1, 2, 3 giờ hoặc hơn nữa. Vào lúc ấy, vị này không còn nghe âm thanh, tâm vị ấy không đi qua các đối tượng khác ngoài tờ tướng ra, vị ấy không còn biết gì nữa cả. Hỏi 33, dưới những điều kiện nào hoặc trong trạng thái như thế nào, chúng ta có thể nói rằng một kinh nghiệm thiền là cận định hoặc an chỉ định? Đáp 33, nếu có nhiều tâm hữu phần khởi lên trong suốt lúc định tâm, hành giả có thể nói đó là cận định. Nhưng Nimitta vẫn phải là tờ tướng. Chỉ khi nào hành giả có thể trú trong sự an trì toàn triệt một thời gian lâu không gián đoạn, cũng với tờ tướng ấy làm đối tượng, thì hành giả mới có thể nói đó là an chỉ định. Làm thế nào hành giả biết được tâm mình rơi vào hữu phần? Khi người ấy để ý thấy rằng mình thường xuyên không biết về tờ tướng, thì họ biết ngay rằng mình có những tâm hữu phần rồi. Tâm người ấy cũng có thể có ý nghĩ về một đối tượng nào đó ngoài tờ tướng, dù trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Điều này không xảy ra trong an chỉ định. Trong an chỉ định chỉ có sự an chỉ hoàn toàn không gián đoạn mà thôi. Hỏi 34, ở mỗi bậc thiền trong bốn thiền đều có cận định, cũng như an chỉ định phải không? Các đặc tính của chúng là gì? Đáp 34, chúng ta hãy lấy ví dụ về các thiền chứng thuộc hơi thở, Anapanasana, vốn lấy tờ tướng hơi thở làm đối tượng, có 4 cấp độ cận định và 4 cấp độ an chỉ định. Ở mỗi cấp độ có cận thiền trước, rồi an chỉ thiền tiếp theo, cả hai đều lấy cùng tờ tướng hơi thở làm đối tượng. Vì vậy, chính mức độ định làm nên sự khác biệt này.
Trong cần sơ thiền, cần nhị thiền và cần tam thiền có năm chi thiền. Có năm thiền chi, nhưng trong cần tứ thiền không có thiền chi lạc, xúc kha, chỉ có tầm, vi tắc cá, tứ, vi ca rá, xả, upekha và nhất tâm, e cắt ga ta. Mặc dù chúng lấy cùng nimitta làm đối tượng, các thiền chi vẫn trở nên mạnh mẽ hơn ở mỗi cấp độ cận thiền. Các thiền chi ở cận sơ thiền đè nén thọ khổ thuộc thân, ở cận nhị thiền đè nén khổ tâm hay thọ ưu, ở cận tam thiền đè nén thọ lạc thuộc thân, và ở cận tứ thiền đè nén thọ hỷ. Đây là cách làm thế nào để chúng ta phân biệt sự khác nhau giữa các cấp độ cận định, đặc biệt là ở tứ thiền. Ở tứ thiền, hơi thở vi tế nhất và gần như dừng hẳn, nó dừng lại hoàn toàn ở thiền an trị thứ tư này. Chúng ta cũng có thể phân biệt được giữa các an trị thiền này bằng cách nhìn vào các thiền chi. Trong an trị sơ thiền, năm thiền chi có mặt tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Trong nhị thiền có ba, hỷ, lạc và nhất tâm. Trong tam thiền có hai, lạc và nhất tâm. Trong tứ thiền cũng có hai, xả và nhất tâm. Bằng cách nhìn vào các thiền chi, chúng ta có thể nói đây là an trị sơ thiền, đây là an trị nhị thiền, vân vân. Lại nữa, ở đây, định tăng trưởng theo từng cấp độ, định tứ thiền là cao nhất. Nó cao nhất như thế nào? Điều này hành giả phải tự mình thử mới biết được. Nhiều hành giả trình bày rằng tứ thiền là tốt nhất và an tịnh nhất. Hỏi 3 năm, do những điều kiện nào một hành giả từ an trị định rơi xuống hay thối lui cận định? Do những điều kiện nào người hành thiền đang ở cận định đạt đến an trị định, đạt đến an trị? Đáp 3 năm. Nếu người hành thiền không tôn trọng pháp hành của mình mà chú trọng các đối tượng khác ngoài tờ tướng, thì các triền cái Niwarana sẽ khởi sanh. Các triền cái này có mặt là do phi lý tác ý. Ayoniso Manasikara, những đối tượng khác làm giảm định, vì chúng ta biết thiền pháp và bất thiền pháp luôn luôn đối nghịch. Khi các thiền pháp mạnh thì có năng lực, và có năng lực thì những bất thiện pháp sẽ dạt ra xa. Còn khi do phi lý tác ý, các bất thiện pháp mạnh hơn thì thiện pháp cũng dạt ra vậy. Thiện pháp và bất thiện pháp không thể khởi lên một lần trong một sát na tâm hay tiến trình nhận thức. Ở đây chúng ta cần hiểu rõ như lý tác ý và phi lý tác ý là thế nào. Khi người hành thiền tu tập niệm hơi thở và tập trung vào hơi thở tự nhiên, tác ý của người ấy là như lý tác ý. Khi học tướng hay tờ tướng xuất hiện và hành giả tập trung trên đó, tác ý của hành giả như là như lý tác ý. Trường hợp trong thiền minh sát, hành giả thấy đây là sắc, đây là danh, đây là nhân, đây là quả, đây là vô thường, đây là khổ, hoặc đây là vô ngã, tác ý của hành giả cũng là như lý tác ý. Tuy nhiên nếu thấy đây là đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, cha, mẹ, chư thiên, phạm thiên, thú vật, vân vân, hoặc đây là vàng, bạc, tiền, vân vân, khi ấy tác ý của hành giả là phi lý tác ý. Nói chung, chúng ta có thể nói rằng do như lý tác ý các thiền pháp khởi lên, và do phi lý tác ý các bất thiền pháp khởi lên. Nếu khi hành giả đang hành thiền, phi lý tác ý khởi lên, thì các triền cái và phiền não chắc chắn sẽ theo sau. Chúng là những bất thiền pháp. Các bất thiền pháp ấy làm giảm định hoặc khiến cho định thối chuyển và rơi xuống. Nếu hành giả nhìn vào đối tượng thiền của mình với như lý tác ý thường xuyên, các pháp thiền sẽ sanh và tăng trưởng. Chẳng hạn như ở đây, các pháp thiền thuộc bậc thiền nằm trong số các thiền pháp ấy. Vì vậy, nếu hành giả tập trung vào tờ tướng, như tờ tướng hơi thở chẳng hạn, đó là như lý tác ý.
Nếu hành giả phát triển như lý tác ý này đến sức mạnh đầy đủ của nó, thì từ cận định, hành giả sẽ đạt đến an chỉ định. Hỏi 36. Khi một người chết, một nghiệp tướng Kamma Nimitta có thể khởi lên do nghiệp thiện hoặc bất thiện ở quá khứ, hiện tượng này có giống như hiện tượng xảy ra trong lúc đang thiền, khi hình ảnh của những sự kiện quá khứ mà hành giả đã quên xuất hiện không? Đáp 36. Có thể có một sự giống nhau nào đó, nhưng chỉ trong vài trường hợp thôi, tức là nó có thể tương tự như sự khởi lên của một nghiệp tướng nơi những người mà cái chết của họ xảy ra nhanh chóng. Hỏi 37. Trong lúc hành thiền, những hình ảnh thuộc các sự kiện từ hơn 30 năm trở lại mà hành giả đã quên xuất hiện, đây có phải là do thiếu nhất niệm để cho tâm rời xa đối tượng không? Đáp 37. Có thể là vậy, nhưng nó cũng có thể là do tác ý. Nhiều hành giả không biết về tác ý này chỉ khi nào họ đã hành thiền trên danh rồi họ mới hiểu được nó. Tiến trình nhận thức xảy ra rất nhanh, vì thế họ không hiểu rằng những hình ảnh này xuất hiện do tác ý. Tuy nhiên không có hành nào khởi lên một mình mà không có nhân cả. Điều này là do tất cả các hành là hữu vi, tức do duyên tạo thành. Hỏi 38. Trường hợp một người sắp chết, nếu có chánh niệm mạnh mẽ, họ có thể ngăn một nghiệp tướng thuộc bất thiện nghiệp hay thiện nghiệp trước đó không cho khởi lên được không? Đáp 38. Niệm mạnh và vững chắc có thể ngăn các nimitta như vậy không cho khởi lên. Nhưng niệm mạnh và vững chắc như thế nào? Nếu một hành giả nhập thiền và duy trì thiền ấy hoàn toàn vững chắc cho đến thời điểm chết, hành giả có thể nói rằng niệm thuộc thiền ấy là mạnh và vững chắc. Loại niệm đó có thể ngăn một tướng bất thiện hoặc một tướng thuộc thiện dục giới không cho khởi lên. Nó chỉ bắt lấy đối tượng thiền như tờ tướng hơi thở hoặc tờ tướng ca si ná trắng chẳng hạn. Một loại niệm mạnh và vững chắc khác là niệm kết hợp với minh sát tuệ. Nếu minh sát tuệ của hành giả là hành xả tuệ, và nếu hành giả hành minh sát cho đến sát na cận tử, thì tốc hành tâm cận tử là minh sát tuệ kết hợp với niệm mạnh và vững chắc. Loại niệm đó cũng có thể ngăn các tướng bất thiện không cho xuất hiện, cũng như ngăn các tướng thiện khác xen vào thay thế tướng minh sát của hành giả. Tướng minh sát ở đây là tính chất vô thường, khổ và vô ngã của một hành đã chọn. Hành giả có thể chết với một tướng như vậy làm đối tượng cho tốc hành tâm cận tử của mình. Nó có thể tạo ra một kiết sanh thức thuộc chư thiên. Deva Patisandhisitta. Nhờ vậy hành giả được tái sanh tức thời như một vị chư thiên. Liên quan đến những lợi ích mà loại hành giả này có thể có được trong kiếp sống vị lai như là một chư thiên, Đức Phật nói trong kinh, người nghe kinh, Sota Nugata. Này các tỳ khưu, một kẻ phàm phu được nghe Pháp, thường lặp lại Pháp, suy tư về Pháp, thể nhập trọn vẹn Pháp với minh sát tuệ, nếu người ấy chết, người ấy có thể tái sanh vào một trong những cảnh giới chư thiên. Ở đấy, các hành xuất hiện rõ ràng trong tâm vị ấy. Người ấy có thể suy xét về Pháp thuộc hành minh sát chậm nhưng đắc niết bàn rất nhanh. Hành nan đắc cấp. Tại sao các hành xuất hiện rõ ràng trong tâm người ấy? Vì tốc hành tâm cận tự của kiếp làm người trước đó và tâm hữu phần của kiếp làm chư thiên sau đó lấy cùng một đối tượng, trong trường hợp này là tính chất vô thường, khổ hoặc vô ngã của các hành. Tâm chủ tức hữu phần đã biết đối tượng minh sát là lý do tại sao minh sát tuệ có thể dễ dàng được phát triển. Vì thế theo bài kinh này, niệm mạnh kết hợp với minh sát tuệ có thể ngăn các tướng bất thiện không cho khởi lên, cũng như ngăn các tướng thiện khác có thể xen vào thay thế tướng minh sát của vị ấy. Do đó hành giả nên cố gắng
Để có được loại niệm này trước khi cái chết xảy ra, một điển hình của sự kiện này nằm ở bài kinh Đế Thích Sở Vấn Sakka Panya, nói về ba vị tỳ khưu đã hành thiền trị và thiền minh sát. Cả ba vị có giới hoàn hảo và định hoàn hảo, nhưng tâm của họ lại có khuynh hướng muốn sống như các nữ càng thắt bà. Găng Thapa Càng Thác Bà là các nhạc công và vũ công trong cõi chư thiên, tứ đại thiên vương. Khi họ chết, họ tái sanh về cõi chư thiên. Cả ba vị đều hóa sanh làm các nữ Càng Thác Bà rất xinh đẹp và sáng láng độ khoảng 16 tuổi. Trong kiếp làm tỳ khưu của họ, ba vị hàng ngày thường đi đến nhà của một nữ cư sĩ để khất thực và dạy pháp cho cô ta. Nữ thí chủ này trở thành một vị thánh nhập lưu, và khi thân hoại mạng chung, nàng tái sanh làm thiên tử Gopaka, con của Đức Trời Đế Thích. Ba thiên nữ Càng Thác Bà này phục vụ âm nhạc cho con trai của Vua Trời Đế Thích. Vị này để ý thấy họ là những thiền nữ rất xinh đẹp và sáng láng. Vị ấy thầm nghĩ, các thiên nữ này thật xinh đẹp và sáng láng, họ đã làm được nghiệp gì? Vị ấy thấy bằng thiên nhãn, họ là ba vị tỳ khưu đã từng đến nhà mình khi mình còn là một nữ cư sĩ. Vị ấy biết rằng giới, định và tuệ của họ đã được tu tập rất nghiêm túc, do đó vị ấy nhắc cho họ nhớ lại tiền kiếp của mình. Thiên tử Gokapa nói, khi các vị nghe pháp và thực hành pháp, mắt và tai của các vị hướng về cái gì? Hai trong số ba nữ Càng Thác Bà nhớ lại tiền kiếp của mình và cảm thấy hổ thẹn. Họ phát triển trị quán trở lại và nhanh chóng đạt đến đạo quả bất lai và nhập diệt. Họ hóa sanh vào cõi Brahma, Parohita, Phàm Phù Thiên, cõi sơ thiền sắc giới và nhập Niết Bàn ở đó. Vị tỳ khưu thứ ba không hổ thẹn và ở lại làm nữ Càng Thác Bà như cũ. Như vậy, đâu cần phải nhờ đến một công ty bảo hiểm nhân thọ mà làm gì. Loại chánh niệm này là công ty bảo hiểm tốt nhất rồi, có phải không? Hỏi 39. Khi phân biệt 12 đặc tính trong thiền tứ đại, có nhất thiết phải khởi đầu với đặc tính cứng, thô và nặng theo trình tự không, hay hành giả có thể chọn bất cứ một đặc tính nào làm điểm khởi đầu cũng được? Đáp 39. Lúc đầu chúng ta có thể khởi sự với một đặc tính nào đó được xem là dễ phân biệt nhất, nhưng một khi đã có thể phân biệt tất cả các đặc tính thật dễ dàng và rõ nét, chúng ta phải theo đúng trình tự Đức Phật đã đưa ra như đất, nước, lửa và gió. Điều này là vì trình tự đó tạo ra định tâm mạnh mẽ, chắc chắn hơn. Khi chúng ta thấy các rupa kalapa tổng hợp sắc và có thể dễ dàng phân biệt bốn đại này trong mỗi tổng hợp sắc ấy rồi, thì trình tự không quan trọng nữa, mà điều rất quan trọng lúc ấy là làm sao phân biệt được chúng cùng một lúc. Tại sao? Vì tuổi thọ của một tổng hợp sắc rất ngắn, có thể chưa đầy một phần tỷ giây. Khi phân biệt bốn đại trong một tổng hợp sắc, không có thì giờ đâu mà đọc đất, nước, lửa, gió. Vì thế chúng ta phải phân biệt chúng cùng một lúc vậy. Hỏi 30. Hành thiền tứ đại có thể cho hành giả khả năng quân bình bốn đại trong thân. Con người ta thỉnh thoảng bị bệnh là do tứ đại bất hòa. Khi bị bệnh như vậy, liệu hành giả hành thiền tứ đại với niệm mạnh có thể chữa được bệnh không? Đáp 30. Có nhiều loại bệnh, khổ, một số do tiền nghiệp sanh như bệnh đau lưng của Đức Phật, một số do các đại bất hòa sanh, nhưng bệnh do tiền nghiệp sanh thì không thể chữa bằng việc quân bình tứ đại được. Tuy nhiên một số các bệnh khởi lên do tứ đại bất hòa có thể biến mất khi vị hành giả cố gắng quân bình chúng. Cũng có những thứ bệnh khởi lên do thức ăn, thời tiết, u tu hoặc do tâm, xích tá. Nếu một loại bệnh khổ phát sinh do tâm,
mà chúng ta có thể chữa tâm thì bệnh có thể biến mất. Nếu bệnh phát sinh do thời tiết, ở đây là hỏa đại hay yếu tố lửa, chẳng hạn như ung thư, sốt rét, vân vân, chỉ có thể chữa khỏi bằng cách uống thuốc, chứ không quân bình các đại được. Đối với những bệnh do thức ăn không thích hợp, sanh cũng vậy. Hỏi 3.11. Trước khi chúng ta đạt đến tứ thiền. Tứ thiền thực ra không đoạn được vô minh, mà chỉ đè nén vô minh mà thôi. Xem thêm chi tiết ở câu trả lời 7778 trang 437. Đoạn trừ vô minh, nhiều tư duy bất thiện vẫn khởi lên do những thói quen xấu, chẳng hạn trong đời sống hàng ngày của chúng ta ngoài khóa thiền. Khi tham hoặc sân khởi lên, chúng ta có thể dùng thiền bất tịnh Asupa hoặc thiền tâm từ Metta Pavana để loại chúng được không? Hay chúng ta nên phớt lờ chúng và chỉ tập trung vào đề tài thiền của mình, cứ để cho chúng tự động biến mất? Đáp 3.11. Đối với các nghiệp bất thiện, vô minh kể như một nhân tiềm ẩn và phi như lý tác ý là nhân gần. Do đó, phi lý tác ý rất có hại. Nếu hành giả có thể thay thế phi lý tác ý này bằng như lý tác ý, thì tham và sân sẽ biến mất trong thời gian ấy hoặc có thể mãi mãi. Nếu như lý tác ý vững mạnh, trong câu hỏi trước, chúng ta đã bàn về như lý tác ý và phi lý tác ý rồi. Hành giả có thể dùng quán bất tịnh hoặc thiền tâm từ để loại bỏ tham và sân. Những thiền này cũng là như lý tác ý, song Vipassana được xem là vũ khí tốt nhất để tiêu diệt các phiền não. Như vậy, nó là loại như lý tác ý thù thắng nhất. Hỏi 3.12. Tâm hữu phần Pavanga làm nhiệm vụ như thế nào trong các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, siêu suốt tam giới? Xin Ngài Sayado hoan hỷ giải thích với những ví dụ được không? Đáp 3.12. Trong ba cõi đầu dục, sắc và vô sắc, nhiệm vụ của tâm Pavanga là như nhau. Tam giới gồm nhân giới, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục và các cõi chư thiên. Nó khởi lên để cho các sát na tâm trong một kiếp sống không dừng lại, và nó duy trì danh vốn là dòng hữu phần hay luồng hồ kiếp. Điều này là vì nghiệp tạo ra kiếp sống này vẫn chưa cạn kiệt, bởi lẽ có danh sắc trong các cõi dục và sắc, và có danh trong các cõi vô sắc nên cũng phải có Pavanga ở đó vậy. Trong các cõi dục giới, có thể có đối tượng là một nghiệp, nghiệp tướng hoặc thú tướng, chẳng hạn Pavanga. Pavanga của người này có thể có đối tượng là pháp Kiai Tiyo, trong khi Pavanga của người khác có thể có đối tượng là ngôi tháp Sri Dragon, tháp Sri Dragon và Kiai Tiyo là hai ngôi tháp nổi tiếng nhất ở Miến Điện, Myanmar. Những đối tượng này là những khái niệm thôi. Trong cõi sắc giới, Pavanga có đối tượng chỉ là một nghiệp tướng, chứ không có nghiệp và thú tướng như ở dục giới. Pavanga của một người trong cõi sắc giới được gọi là thiền quả sắc giới, bởi vì nó là kết quả của việc chứng thiền vào lúc chết trong kiếp trước đó. Như vậy, vì đối tượng của hữu phần giống hệt như đối tượng của thiền chứng, cho nên đối tượng của hữu phần sẽ tùy thuộc vào bậc thiền. Chẳng hạn hữu phần của một người đạt đến cõi sắc giới do thiền hơi thở sẽ có tờ tướng hơi thở kể như đối tượng, trong khi hữu phần của một người do thiền tâm từ sẽ có đối tượng là tất cả chúng sanh trong vũ trụ vô biên. Cả hai đối tượng này đều là những khái niệm. Trong các cõi vô sắc, đối tượng của Pavanga chỉ là Kamma hoặc một nghiệp tướng không có thú tướng.
chẳng hạn trong cõi không vô biên xứ, hữu phần của một người sẽ có hư không vô biên kể như đối tượng, và trong cõi vô sở hữu xứ sẽ có sự vắng mặt hay phi hữu của thức thuộc không vô biên xứ là đối tượng. Cả hai đối tượng này đều là những khái niệm. Trong cõi thức vô biên xứ, hữu phần của một người sẽ có thức thuộc hư không vô biên là đối tượng, còn trong cõi phi tượng, phi tượng xứ, nó sẽ có thức thuộc vô sở hữu xứ là đối tượng. Những đối tượng này là nghiệp karma. Khi chúng ta nói các cõi dục, các cõi sắc và các cõi vô sắc, chúng ta đang ám chỉ các cõi có thực, những nơi có thực. Nhưng khi chúng ta nói cõi siêu thế, Lokuttara Bhumi, chữ cõi ở đây chỉ là phép ẩn dụ. Thực tế đó hoàn toàn không phải là một nơi nào cả. Khi chúng ta nói cõi siêu thế, chúng ta chỉ muốn nói đến bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn, chứ không phải là nơi. Chính vì vậy không có Pavanga trong cõi siêu thế, cũng không có hữu phần trong bốn tâm đạo và bốn tâm quả. Vì lẽ không có danh sắc trong Niết Bàn, nên cũng không có danh để cho hữu phần duy trì làm nhiệm vụ của nó. Điều này có nghĩa không thể có bất kỳ tâm Pavanga nào trong Niết Bàn cả. Hỏi 313. Thế nào là sự khác nhau giữa thiền hiệp thế Lokiya Jhana và thiền siêu thế Lokuttara Jhana? Đáp 313. Các thiền hiệp thế là bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc, thường gọi chung là tám thiền chứng Sammapatti. Còn thiền siêu thế là các thiền chi kết hợp với các đạo quả tuệ. Chẳng hạn khi hành giả phân biệt các tâm hành của sơ thiền sắc giới, hiệp thế kể như vô thường, khổ hoặc vô ngã, và nếu hành giả thấy Niết Bàn, thì đạo tuệ của hành giả thuộc về sơ thiền. Đây là một bậc thiền siêu thế. Tại sao trong sơ thiền sắc giới hiệp thế, thiền này trở thành đối tượng của minh sát có năm chi thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm? Trong sơ thiền thuộc siêu thế có năm thiền chi như vậy. Đây là cách làm thế nào đạo và quả có thể là đạo thuộc sơ thiền và quả thuộc sơ thiền, đối với các bậc thiền khác cũng có thể trở thành thiền siêu thế theo cách như vậy.